nữ Vivia thường dùng chính bản thân mình để chiêu đãi các nữ khách. Tuy nhiên, sau một đêm hoa lạc và buổi sáng ngày hôm sau, những cô gái này sẽ yêu cầu những du khách này phải dùng nước tiểu của mình để súc miệng. Nếu như du khách nào đồng ý súc miệng thì họ sẽ coi là khách quý, còn nếu như ngược lại, họ sẽ trở thành kẻ thù của cả làng cô gái. Súc miệng bằng nước tiểu để đổi lấy một đêm vui vẻ với bất cứ cô gái nào mà mình thích, bạn nghĩ có đáng không? 2. Có người kiểm chứng khi đang quan hệ tình dục. Ở một số vùng thuộc Nigeria, những cô gái quan hệ tình dục lần đầu tiên buộc phải tìm người tới để kiểm chứng. Tuy nhiên, không phải ai muốn cũng có thể trở thành người kiểm chứng được. Những người được lựa chọn chắc chắn phải là những người phụ nữ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc ân ái. Nhiệm vụ của họ là ghi chép lại một cách đầy đủ từ tư thế làm tình cho tới lượng máu chảy ra từ cơ thể cô gái đó trong lúc quan hệ là bao nhiêu. Sau cùng, họ phải nghiên cứu kỹ để tính toán và kiểm chứng độ dày mỏng màng trinh của cô gái nữa. 3. Tất cả các người đàn ông trong gia đình đều có quyền làm tình với cô dâu. Tại Guyana, một quốc gia thuộc Nam Mỹ, các cô dâu mới của nhà chồng buộc phải đối mặt với một tập tục vô cùng kỳ quái. Đó là, ngoài chú rể ra, tất cả những người đàn ông trong gia đình anh ta đều có quyền làm tình với cô dâu. Chuyện này chỉ kết thúc cho tới khi cô dâu mới sinh ra đứa con đầu tiên. Tuy nhiên, chắc hẳn gia tộc này sẽ rất đau đầu để xác định xem người cha đích thực của đứa con do cô dâu sinh ra là ai. 4. Mẹ vợ giám sát trong đêm tân hôn. Tại một số vùng nông thôn ở Colombia, vào đêm tân hôn, cô dâu chú rể luôn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để biểu diễn trước mặt tất cả những người họ hàng thân thiết. Bởi lẽ, pháp luật nước của họ quy định mẹ cô dâu có quyền ngồi ở phòng bên cạnh để thực hiện nhiệm vụ giám sát. Nếu như chú rể làm không tốt, thì mẹ vợ chú rể có thể thực hiện quyền chỉ đạo trực tiếp của mình làm tình với vợ mà mẹ vợ một cạnh giám sát, thử hỏi bạn có còn hứng thú hay không. 5. Các ông chồng tuyệt đối không có quyền yêu cầu vợ mình ân ái vào những ngày gần đó. Tại Uruguay, các ông chồng tuyệt đối không có quyền yêu cầu vợ mình ân ái vào những ngày ấy. Những người vi phạm những điều luật này có thể bị ngồi tù, như vậy chẳng phải là hơi khắt khe sao? Bởi lẽ mỗi tháng các ông chồng này bị cấm vận từ 5 tới 7 ngày. Tuy nhiên, pháp luật vốn là như vậy, không bao giờ nói chuyện với tình cảm. Tuy nhiên, pháp luật nước này quy định trong thời gian vợ bị cấm vận, những người đàn ông có quyền danh chính ngôn thuận đi mua dâm, rằng điều duy nhất đến với các ông chồng là không được mua dâm quá 200 lần trong mỗi giai đoạn cấm vận. Thật ra, quy định này cũng bằng không. Thưa hỏi, một người đàn ông trong 7 ngày làm sao có